Nhớ đến bà cố là người đã sinh ra cha, hiện tại bà cố đang ở trong bệnh viện. Thì xin Chúa cho bà cố được mau bình phục. Xin cảm ơn. Nhớ đến cha nguyên giám đốc dự tập là cha kế lộc
Có lẽ cũng là cha Tiến Lộc cũng tác động thêm để chị ra mà mạnh mẽ có mặt trong cái giờ phút này. Có lẽ là như thế, không biết có đúng không. Nếu đúng như thế thì cũng là xin Chúa chúc lành cho cha Tiến Lộc thân thương, và cũng xin chị Nga chuyển lời cảm ơn và trang nghĩa cảm ơn Vũ Tiến Lộc, nhớ Vũ Tiến Lộc trong cái lần cầu nguyện cho thánh lễ. Cảm ơn chị Nga. Vừa rồi chị Nga nói hơi nhỏ, có thể có những người kia không nghe. Xin lặp lại lời của chị Nga là Vũ Tiến Lộc có gọi điện cho chị Nga và nhờ chị Nga chuyển lời mừng lễ, chúc lễ sinh nhật của cha Gioan Baptista, rồi hỏi thăm anh em và xin tất cả cầu nguyện đặc biệt cho chú Long là em của Vũ Tiến Lộc. Bây giờ không biết làm sao lại phải mổ ở trên đầu đấy. Thì thôi, chúng ta cũng phó thác tất cả cho tình thương của Chúa. Một lần nữa xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn nhau, và một tràng pháo tay.